Muôn kiểu ra mắt nhà người yêu ngày Tết, trùm cuối ao trình không làm anh em thất vọng. Tết năm nay rất khác mọi năm khi hàng loạt những câu chuyện về việc nam thành nữ tú ra mắt nhà người yêu được chia sẻ với những tình huống giờ khóc giờ cười. 7749 style ra mắt của các anh trai và trùm cuối có lẽ là pha xử lý gây bất ngờ nhất. Anh thì ngại ngùng hỏi những câu vô tri kiểu cây nhà bác xanh nhỉ, tivi nhà bác cũng có thời sự à, hay chăm chú đếm xem nên nhà người yêu có bao nhiêu viên gạch. Người thì tự tin hơn, dám so tài uống rượu với bố vợ tương lai, rồi cái kết ao trình bởi không ngờ nhạc phụ đại nhân cũng là tiền tiểu. Rồi rồi, mày xong rồi. Tuy nhiên, tất cả sẽ phải ngả nón trước pha xử lý đánh phủ đầu của chàng trai sau đây. Bây giờ con sang năm mới con có tin vui. Con xin phép con không vậy bác lại. Oh my god. Wow. Chốt luôn thế này thì bố mẹ vợ chỉ biết cười thôi chứ nói được gì nữa. Nhanh gọn lẹ khỏi lòng vòng. Các bạn nghĩ sao? Comment chia sẻ cảm xúc bên dưới phần bình luận cũng như like, share và subscribe để cùng Tán TV cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhà.